Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với kênh Thuần Máy Tính. Trong video này tôi sẽ tiếp tục mở một món linh kiện điện tử tôi vừa đặt mua trên Sendor nhé. Cái này thì tôi mua trên Sendor chứ không phải Shopee nữa. Nó là màn hình Vivo X9 Plus Zen 9 Plus nhé. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Khi các bạn mua sản phẩm thì các bạn nên chú ý nên quay video lại khi mở sản phẩm nhé. Và đây là sản phẩm của ta đây, bộ màn hình này đây, X9 Plus. Nó vẫn đang dán màn hình, không bao gồm cả nút này nhé. Cái màn hình các bạn mua thì không bao gồm cả nút này. Đây bên sau gồm cáp. Cái này mình sẽ có video hướng dẫn thay và test cho các bạn nhé. Ở đây, trường hợp nào thì các bạn nên đặt màn hình, và trường hợp nào thì các bạn ép kính thì nó khác nhau nhé. Như ở đây con X9 Plus này, nó bị vỡ này, ăn vào trong màn này, như này là phải thay nhé. Còn nếu các bạn chỉ vỡ cường lực hay vỡ kính thì các bạn có thể là đi ép kính lại thì nó sẽ được, vì cảm ứng nó không bị liệt ấy, thì các bạn ép kính lại được, nó không bị loang mực hoặc là đổ mực loang mực ở trong này. Nó mưu bật lên mình vẫn không loang mực này, mà vẫn còn nguyên. Mỗi tội cảm ứng không được thì các bạn cái đấy là không phải mua màn nhé, các bạn đi ép kính là được. Còn trường hợp mà các bạn cảm ứng nó bị liệt, bị loang mực rồi là vỡ màn góc các cạnh này thì các bạn nên mua màn mới nhé, đặt mua màn mới về thay. Mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn thay cái màn hình của con Vivo X9 Plus này nhé. Đây, một video mở hộp mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.